Xin chào các bạn. Có lẽ với nhiều người Việt Nam, Uzbekistan được biết đến nhiều hơn cả kể từ khi U23 Việt Nam gặp đội U23 nước này trong trận chung kết giải U23 châu Á vào năm 2018. Bóng đá ở Uzbekistan đúng là môn thể thao số 1, bên cạnh một số môn khác như là tennis hay các môn về đấu vật. Nhưng ngoài những điểm nói trên, đây còn là một đất nước rất thú vị ở khu vực Trung Á, một nơi mang hình ảnh của nước Nga, nhưng cũng có sự pha trộn với rất nhiều nền văn hóa lớn xung quanh như Trung Quốc, Ấn Độ hay Ả Rập. Uzbekistan nằm ở khu vực Trung Á, có diện tích đứng thứ 56 thế giới, đó là 447.400 km². Họ nhìn hơn diện tích của Việt Nam chúng ta khá nhiều. Đây cũng là một đất nước đông dân, nhiều dân nhất của khu vực Trung Á. Theo thống kê năm 2022, tổng số dân của Uzbekistan là hơn 34,4 triệu người. Một trong những điều đặc biệt đầu tiên về Uzbekistan đó là đất nước này nằm hoàn toàn kín trong lục địa. Không có bất cứ con sông nào của Uzbekistan đổ ra biển. Nước này có một số người hàng xóm cũng có đuôi là Stan như là Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan hay Turkmenistan. Trên thế giới có 45 nước nằm kín trong lục địa như Uzbekistan. Nhưng nước này và Liechtenstein của châu Âu lại đặc biệt hơn một chút. Đó là bởi những nước hàng xóm của Uzbekistan cũng nằm kín trong lục địa. Tức là trên đường bộ, nếu muốn đến biên giới của Uzbekistan thì phải đi qua ít nhất hai quốc gia. Như vậy chúng ta mới gọi vui Uzbekistan là đất nước trong đất nước. Khi còn là một phần của đế chế Ba Tư cổ đại, Uzbekistan đã bị chinh phục bởi Alexander Đại Đế vào thế kỷ thứ tư. Sau này, họ bị đế quốc Nga cai trị trong gần hai thế kỷ. Đế quốc Nga đã chinh phục khu vực Trung Á trong giai đoạn sau của thế kỷ 19. Uzbekistan sau này là một phần của Liên Xô và đến năm 1991 khi nó bị tan rã. Lúc đó, Uzbekistan mới độc lập. Thời điểm đó, Tổng thống Islam Karimov đã điều hành đất nước từ năm 1991 đến khi qua đời vào năm 2016. Vì những ảnh hưởng của nước Nga mà phần lớn người dân Uzbekistan đều có thể nói tiếng Nga. Khoảng 80% dân số Uzbekistan có thể nói tiếng Nga, thậm chí là cả những người dân ở vùng nông thôn. Thế nhưng ảnh hưởng của Nga từng tạo nên một trong những thảm họa tự nhiên lớn nhất tại Uzbekistan và các nước Trung Á, đó là thảm họa tại biển Aran. Đây là một vùng bồn địa trũng gồm một vài hồ nước mặn nằm ở Trung Á. Aran có thể được gọi là hồ nước vì nó nằm sâu trong đất liền. Do nước ở đây có nồng độ muối khá cao, tương đương với các đại dương, nên nó được gọi là biển Aran hay hàm hải. Vào năm 1960, Aran là hồ lớn thứ tư trên thế giới với diện tích vào khoảng 68.000 km² và chứa khoảng 1.100 tỷ mét khối nước. Sau đó, đến năm 1998, hồ nước mặn này thu hẹp chỉ còn khoảng 28.687 km² và diện tích tiếp tục giảm xuống còn khoảng hơn 17.000 km² vào năm 2004. Càng về sau này, biển Aran càng bị thu hẹp lại. Nguyên nhân khiến biển Aran cạn nước nhanh chóng được cho là bắt đầu kể từ năm 1960 khi lãnh đạo Liên Xô quyết định công nghiệp hóa nền nông nghiệp vùng Trung Á. Chương trình này đã làm đổi hướng dòng chảy của hai con sông Amu Darya và Sidaria thường cung cấp nước cho biển Aran. Hai con sông bị khai thác trở thành các kênh tưới tiêu cho những cánh đồng bông vải và lúa mì. Thay vì tưới nhỏ giọt, kỹ thuật canh tác lạc hậu đã làm thất thoát tới 80% lượng nước dùng để phục vụ tưới tiêu. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân khiến cho lượng nước ở biển Aran bốc hơi với tốc độ nhanh hơn. Mặt khác, các sông băng ở vùng núi Turkmenistan và Kyrgyzstan thường cung cấp nước cho hai con sông Amu Darya và Sidaria cũng đang dần cạn kiệt. Biển Aran biến mất đã dần hủy diệt ngành công nghiệp đánh cá, đồng thời làm nảy sinh một loạt các vấn đề về sức khỏe của người dân nơi đây như bệnh phổi, suy thận và tỷ lệ tử vong ở trẻ em cũng tăng cao. Bên cạnh đó, do nước biển cạn ráo nên trong khu vực này, mùa hè thường nóng và mùa đông thì lạnh hơn so với trước kia. Đến giờ, sự khô hạn của biển Aran vẫn được xem là một trong những thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất thế giới, mà nó lại diễn ra một phần trên lãnh thổ của Uzbekistan. Nói về kinh tế, Uzbekistan không phải là một đất nước quá giàu có và phát triển. Ở khu vực Trung Á thì họ khá hơn nhiều nước khác thật. Nhưng so với nhiều nước khác trên thế giới hoặc so với chính Việt Nam của chúng ta thì thu nhập của họ còn kém hơn. GDP bình quân đầu người của chúng ta năm 2020 là hơn 2.700 đô la Mỹ, thì tại Uzbekistan chỉ là hơn 1.700 đô la Mỹ mà thôi. Kinh tế của Uzbekistan phụ thuộc vào hai thứ chính, đó là khai thác khoáng sản và làm vải cốt tông.
khoáng sản thì hầu như nước Trung Á nào cũng giàu có cả. Với Uzbekistan, họ cũng như thế, với rất nhiều tài nguyên như khí đốt, vàng hay urani. Riêng về vàng, Uzbekistan là một trong những nước rất giàu có khi xếp thứ tư trên thế giới về các mỏ vàng. Họ có một mỏ rất nổi tiếng là Muruntau trên sa mạc Kizilkum. Đây là mỏ vàng lộ thiên lớn nhất thế giới. Về mặt sản lượng hàng năm, nó xếp thứ hai thế giới với khoảng 66 tấn vàng khai thác được. Khu vực mỏ này rất rộng lớn, lên tới vài km vuông và sâu tới hơn nửa cây số. Nó lần đầu tiên được phát hiện ra vào năm 1958 và bắt đầu khai thác thương mại từ năm 1967. Mỏ này chiếm một lượng lớn trong khai thác vàng của cả nước Uzbekistan. Những năm 2020, cả nước Uzbekistan khai thác được hơn 101 tấn vàng, đưa họ trở thành quốc gia khai thác nhiều thứ 12 trên thế giới. Vàng chiếm tới 44% giá trị xuất khẩu của cả đất nước, đủ cho thấy nó quan trọng như thế nào. Còn một mặt hàng nữa cũng rất quan trọng với người dân Uzbekistan, đó là vải cốt tông. Loại này được gọi là vàng trắng của Uzbekistan để so sánh với vàng thật kia. Cốt tông chiếm khoảng 17% giá trị xuất khẩu của Uzbekistan, tức là cả vàng thật và vàng trắng đã chiếm quá nửa xuất khẩu của nước này. Mỗi năm Uzbekistan sản xuất được khoảng 1 triệu tấn cốt tông dạng sợi, chiếm khoảng 4-5% lượng cốt tông sản xuất trên toàn cầu. Họ xuất khẩu khoảng 700.000-800.000 tấn sợi cốt tông, chiếm khoảng 10% xuất khẩu của toàn thế giới. Về sản xuất thì Uzbekistan xếp thứ 8, còn về xuất khẩu thì họ xếp thứ 11 trên toàn cầu. Tuy nhiên, ngành công nghiệp cốt tông của nước này cũng bị khá nhiều chỉ trích khi có nhiều tin đồn cho rằng chính quyền đã ép buộc người dân, từ học sinh cho đến các nhân viên văn phòng, bác sĩ đi thu hoạch cốt tông. Uzbekistan cũng được mệnh danh là vương quốc của những loài dưa khi sở hữu tới hơn 150 giống các loại. Dưa bán ở khắp mọi nơi tại Uzbekistan. Dưa hấu, dưa vàng, dưa lê thì rất là nhiều. Dưa bán ở khắp mọi nơi tại Uzbekistan. Điều này cũng tạo nên thói quen và chế độ ăn uống của người dân. Người ta sẽ ăn những trái dưa tươi mùa hè và ăn ở dạng sấy khô vào mùa đông. Về văn hóa, đây là một đất nước rất đa dạng về mặt văn hóa. Uzbekistan có sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Con đường tơ lụa chính là yếu tố làm nên sự đa dạng đó của Uzbekistan. Họ có tới 5 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Có nhiều công trình rất ấn tượng đã được xây dựng tại Uzbekistan, nhất là các nhà thờ Hồi giáo, vì có đến 88% người dân Uzbekistan theo Hồi giáo. Uzbekistan sở hữu một trong những trạm ga tàu điện đẹp nhất thế giới. Ga tàu mang tên Tashkent được thiết kế độc đáo với đèn chùm, cột trụ bằng đá cẩm thạch, trần nhà lát đá granite và kim loại chạm trổ. Mỗi trạm ga của Tashkent được thiết kế riêng với chủ đề độc đáo. Ẩm thực của Uzbekistan chịu ảnh hưởng từ rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Đó là sự pha trộn giữa ẩm thực của Iran, Ả Rập, Ấn Độ, Nga và Trung Quốc. Palop hay plop được cho là món ăn quốc dân được làm từ thịt cừu, cơm, hành và cà rốt. Theo truyền thuyết, món này do đầu bếp của Alexander Đại Đế sáng tạo ra. Nói đến chuyện ăn uống, người Uzbekistan có một tập tục khá thú vị. Theo truyền thống của người dân bản địa, khi một thành viên trong gia đình đi xa hay đi du lịch, họ sẽ cắn một miếng nhỏ bánh mì truyền thống. Phần còn lại của bánh mì sẽ được cất đi hoặc chôn cho đến khi người đi xa trở về. Họ còn rất nhiều tập tục đặc biệt khác nữa. Kiểu như bạn chỉ được phép bắt tay chào hỏi nếu bạn là đàn ông và người kia cũng là nam giới. Còn nếu gặp phụ nữ Uzbekistan thì chào hỏi bằng cách cúi đầu và đặt tay phải lên ngực ở vị trí trái tim. Cũng theo truyền thống, khi khách đến nhà, khách lớn tuổi sẽ được ngồi ở vị trí xa nhất tính từ cửa vào. Người Uzbekistan thường sống ở nông thôn. Lều thường là nơi cư trú lý tưởng vào mùa hè của người dân Uzbekistan và thường được dựng ở sân sau của nhiều ngôi nhà vùng nông thôn. Cũng có nhiều tòa nhà cao tầng ở thành phố, nhưng do thường hay xảy ra động đất nên người dân Uzbekistan thường không xây dựng những tòa nhà quá cao, phổ biến nhất là từ 4 đến 5 tầng. Như đã nói ở phần trước, Uzbekistan cũng là một đất nước rất phát triển các môn thể thao. Người dân nước này có thể chất mạnh mẽ. Họ yêu thích nhất là bóng đá và tennis. Khỏi phải nói thêm vì chúng ta đã gặp họ ở giải U23 châu Á rồi. Ngoài ra các nước Trung Á nói chung và Uzbekistan nói riêng còn rất mạnh về những môn tương đồng như vật hay là kuras, môn truyền thống của họ. Nhìn chung, Uzbekistan là một đất nước khá thú vị ở Trung Á, nơi chúng ta mới chỉ nghe nhiều đến tên mà có lẽ chưa tìm hiểu được nhiều về họ. Hy vọng qua video này, các bạn đã biết thêm về Uzbekistan.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.